Vâng, chào mừng bạn đến với Nhà đất người Tây Nguyên. Em là cộng tác viên của Nhà đất người Tây Nguyên. Em đang đứng tại xã Gia Ga thuộc huyện Chư Pờ Rông, tỉnh Gia Lai và cũng để giới thiệu đến quý anh chị cô bác và nhà tư một mẫu sản phẩm là đất nhà ở với tổng diện tích chiều ngang so với mặt đường tỉnh lộ 665 này là 20m và chiều sâu vào thì trên sổ là 50 và thực tế là 63, có chúng ta là 200 thổ cư. Đó, theo hướng này thì chúng ta có thể tới đồn chiến thắng Bà Lè Me của chúng ta, bán kính là 400m và có thể đi được ra qua được huyện Chư Bứ, Chư Xê. Đó, và đi được các xã như Gia Lâu, Gia Mơ, Gia Bia, vân vân. Đi được quốc lộ 14C luôn nha quý anh chị. Nó nằm ngay một khu dân cư rất là sầm uất, nhà cửa quý anh chị thấy nhà Thái được không ạ? Đó. Và theo hướng ngược lại này thì chúng ta có thể đi được ra địa phần của xã Gia Me, Gia Tô và đi ngã ba Phú Mỹ. Đó, quốc lộ 14A, bán kính là 22 km và tới huyện Chư Pờ Rông, bán kính là 20 km nha quý anh chị. Đó, nhà cửa xung quanh rất là sầm uất này. Toàn nhà lầu rồi nhà mái Thái thôi ạ. Đối diện là tiệm tạp hóa này. Kế bên là tiệm làm nail này. Đi lên tới trên này tầm khoảng 50m là tới trường tiểu học và trường mầm non Bùi Thị Xuân, bán kính là 50m. Và tới đó cũng là chợ chiều, chiều chúng ta có thể là đến mua đồ ăn. Và đi theo đi vào phía trong này chúng ta tới cũng tới chợ chiều luôn. Chợ trong này chỉ hấp buổi chiều, bán kính là 400m là ngay đồn chiến thắng Bà Lè Me luôn đấy ạ. Đó, đây chính là mẫu sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay. Đó, ranh giới thì từ cái trụ này kéo qua sát vách nhà bên kia là 20m. Đó, và chiều sâu vào trên sổ là 50 và thực tế là sổ 3. Đó, chúng ta là sẵn là 200 thổ cư rồi, có một căn nhà cấp 4 nhỏ này. Với giá gia chủ đang chào bán với giá là 45 triệu cho 1m ngang. Phía trước từ cái đường vào thì đã đổ bê tông hết rồi, đó có tiền này, cổng này, cổng ngõ rất là chắc chắn này. Đó. Ranh giới rào bằng lưới B40, khuôn viên là đã rào hết rồi. Đấy, vào phía trong nhà thì gia chủ thì cũng dọn đồ đi hết rồi. Phía trước này thì chúng ta có thể là kinh doanh buôn bán quán ăn này, đó, chỗ này chúng ta có thể kinh doanh buôn bán quán ăn khá là ok. Đó. Đối diện chúng ta là một cái chùa. Đó. Chúng ta có thể là đó, chùa rất lớn nha quý anh chị. Chúng ta có thể buôn bán theo em thì chúng ta có thể kinh doanh quán ăn chay ở đây thì rất là hợp lý nha quý anh chị. Đi vào trong một tí này. Đây là khu vực phòng khách này, cũng như là phòng ngủ này. Đó, nhà của chúng ta ở cũng rất là ok. Đó, trần đã được ốp cách diệt ở chúng ta rồi này. Đó, và chúng ta sửa sách sơ lại và chúng ta ở, chúng ta kinh doanh buôn bán. Đây, phía sau khu này chúng ta có thể làm phòng bếp, phòng ngủ này. Đây, phía sau này, hồi trước chỗ này là nhà tắm, nhà vệ sinh này. Bên này còn một khoảng vườn rất là rộng, đang trồng trái cây như bơ, xoài, vân vân. Vườn phía sau rất là rộng. Tí cuối video em sẽ gửi một đoạn flycam để quý anh chị xem rõ hơn về cái hình thù từ đất cũng như là khu dân cư và nó gần trường học như thế nào nhá. Miếng đất này thì giá coi như là rẻ nhất cái khu vực này. Kế bên thì đang chào bán với giá là 55 triệu cho một mét ạ. Kế bên chúng ta luôn. Và nhà chúng ta thì có hướng chính về là hướng chính đông nha quý anh chị. Này về chúng ta có thể là dọn cỏ đây, chúng ta trồng vườn, cải tạo lại mảnh vườn phía sau vì chất đỏ ba gian mà. Chúng ta có thể làm một vườn cây ăn trái để chúng ta nuôi gà, nuôi gia cầm, gia súc ở phía sau này rất là hợp lý. Đó. Mọi thông tin chi tiết thì quý anh chị liên hệ với Nhà đất người Tây Nguyên theo số điện thoại em để bên trên màn hình nhé. Nhà thì cũng rất là ok, cũng rất chắc chắn, đã ốp cách nhiệt sẵn cho chúng ta rồi. Về chúng ta có thể là tháo những cái bảng hiệu hồi trước thì gia chủ kinh doanh này, đồ gia dụng này, chúng ta có thể tháo bỏ đi để nhà chúng ta sáng láng hơn. Đối diện này qua tập hóa này, đó cái gì thôi, tập hóa Quốc Anh này. Đó, và sau đây em cũng xin kết thúc chương trình và hẹn gặp lại quý anh chị cô bác ở những clip tiếp theo. Rất cảm ơn quý anh chị cô bác đã theo dõi hết clip của em. Đừng quên cho Nhà đất người Tây Nguyên một like, một đăng ký kênh để Nhà đất người Tây Nguyên mỗi ngày đi săn lùng thêm những cái sản phẩm cũng như những cái siêu phẩm
đất nền như đất rẫy gửi đến quý chị cô bác và nhà đầu tư tham khảo ạ. Em xin kính chúc quý chị cô bác thật dồi dào sức khỏe, bình an trong cuộc sống.